trại tạm giam thành phố Giang Xuyên. Chúc Xuân Minh. Anh là Chúc Xuân Minh? Là tôi. Anh là ai? Anh biết tôi sao? Anh là người nổi tiếng Giang Xuyên mà. Vậy anh thử chết một lần đi, anh cũng thành người nổi tiếng. Tìm tôi có chuyện gì? Tôi muốn tìm cho anh một công việc. Tôi ở công ty Thụy Đức, thấy anh là nhân tài. Anh đừng có từ chối rượu mừng. Vậy định trả công tôi sao? Cái này thì để coi. Còn tùy thuộc biểu hiện của anh. Ý của anh là làm bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu à? Thì đó. Muốn tao đi phóng quả đốt nhà sao? Hả? Đừng có mơ mộng hão huyền. Người này đáng bao nhiêu tiền? Dựa trên dữ liệu chúng tôi có, dạo này anh nhập một lượng lớn ma túy, làm chủ thị trường ma túy thành phố Giang Xuyên. Anh tàng trữ nhiều ma túy, rốt cuộc để làm gì? Giang Toàn, tôi làm ở đội phòng chống ma túy lâu rồi, tiếp xúc vô số tội phạm ma túy, nhưng anh chính là kẻ bất lực nhất tôi từng thấy. Hèn nhát. Sao anh không nghĩ cho thật là kỹ? Một kẻ bị băng đảng ma túy bỏ rơi giống như anh đây, anh còn sống chết bảo vệ chúng à? Kết cục chỉ khiến cho tội của anh ngày càng thêm nặng hơn thôi. Giang Toàn, anh xuống đó suy nghĩ cho kỹ đi. Tiểu Dương, đưa hắn ra ngoài. Rõ. Đi. Đại ca, đồ vẫn chưa tìm được. Lẽ ra trong thời gian ngắn như vậy, lô hàng đó hắn sẽ không bán. Chắc chắn là giấu ở chỗ nào rồi. Hắn có một bà chị ở khu Thanh Hoa, lô 3 số 102. Cậu qua đó coi sao. Sếp Đinh. Sếp Đinh, tới rồi. Cậu Trương, tình hình sao rồi? Được đó, ngồi xe xếp Đinh tới. Cô cũng giỏi thật ha. Đây là nhà của chị Giang Toàn. Chị của hắn ta bị mù, không có công việc, nhờ Giang Toàn nuôi dưỡng. Theo như hàng xóm nói, hai chị em họ tình cảm rất tốt. Giang Toàn cũng thường đến đây thăm chị. Đêm hôm qua có người đột nhập cướp của. Chị gái của hắn đã bị thương, giờ đang ở trong bệnh viện. Mấy người các cậu ở lại tiếp tục điều tra hiện trường. Cô có phát hiện được manh mối gì mới không? Cậu đi theo tôi. Đi đâu? Sếp Đinh, sao rồi? Không có trở ngại gì, cơ bản ổn định. Có điều hỏi cả nửa ngày, cô ta chỉ nói chuyện đột nhập cướp của. Chuyện Giang Toàn cô ta không muốn nói.
Tôi là Đinh Lạc Sơn ở Cục Công an thành phố. Tôi biết cô rất thương em trai của mình, nhưng tôi phải nói cho cô biết, em trai của cô liên quan hai vụ mưu sát và còn bị cuốn vào vụ án buôn ma túy lớn. Nếu cô thật sự thương em trai của mình, cô nên hỗ trợ chúng tôi làm rõ mọi chuyện. Ngoài ra, đêm hôm qua có người xông vào nhà cô cướp giật. Chuyện này không hề đơn giản đâu. Hy vọng là cô chịu phối hợp, làm rõ ý đồ thiệt sự của nghi phạm. Cô hiểu rồi chứ? Dạng Toàn là đứa rất hiểu chuyện. Nếu không có nó, tôi đã sớm không còn ở trên đời rồi. Anh vừa nói nó giết người lại buôn ma túy, tôi nghe mà trong lòng của tôi sốt ruột. Sao nó có thể đi vào con đường đó? Tôi không thể nào tưởng tượng được. Hồi còn nhỏ, năm nào cũng được học sinh giỏi. Tới khi nhập ngũ, con từng lập công lớn. Sau đó nữa, ít nói dần đi, cũng không ngồi yên nữa, đi về vội vã, giống như là có người ép nó. Hắn có giấu gì ở nhà của cô không? Được, cô không muốn nói thì thôi. Vậy chúng ta sẽ nói về chuyện khác. Đêm hôm qua, người xông vào nhà cô cướp của có lại gần cô không? Rất gần. Cô có cảm giác gì không? Hắn có ăn tỏi, hơi thở của hắn lại gần là tôi thấy đau đầu. Hắn ta nói giọng vùng nào? Hình như là giọng người miền Bắc. Giọng miền Bắc à? Cô đem đồ giấu đi đâu rồi? Là giọng này phải không? Đúng đúng đúng, chính là giọng nói này. Vậy cô có từng chạm vào người của hắn không? Lúc hắn bóp cổ tôi có tóm được tay áo của hắn. Đôi tay đó cảm giác ra sao? Rất mảnh mai, không có sức lắm. Còn gì nữa không? Hắn có nghe điện thoại. Tôi loáng thoáng nghe được, hình như có người kêu hắn là Tiểu Siêu. Tiểu Siêu. Vậy được rồi, hôm nay chúng ta nói đến đây thôi. Cô nghỉ ngơi cho thật khỏe. Khi nào cô nhớ ra được chuyện gì, hãy nói với chúng tôi. Lãnh Hà Nam, cô ở lại đây, đề phòng bất trắc. Được, hiện tại những con đường ra khỏi Giang Xuyên đều đã được kiểm soát rồi. Tội phạm có khả năng chạy trốn, hắn rất có thể sẽ ngồi tàu hỏa. Cậu lập tức đưa người tới bến tàu, kiểm tra khách vào bến cẩn thận. Người này chắc là cao khoảng 1m75, da dẻ trắng trẻo, nhìn có vẻ chưa từng làm việc nặng nhọc. Người Sơn Đông, tên Tiểu Siêu, đã rõ. Sếp Đinh, con có thể thỉnh giáo chú một chuyện được không? Nói đi. Tại sao chú biết hắn cao 1m75? Chị gái Dạng Toàn cao 1m6. Hắn ta nói chuyện thở vào trán của cô ấy, để đủ chứng minh người này cao 1m75. Vậy sao chú biết hắn là người Sơn Đông? Hộp thuốc thấy ở hiện trường là hiệu Tướng Quân. Hỏi bộ đội, chú có nhiều chiến hữu người Sơn Đông, bọn họ thích nhất loại thuốc này. Vậy hắn da dẻ trắng trẻo, chưa từng làm việc nặng, giống như sinh viên, sao chú lại biết những chuyện đó? Tay không có lực, chứng tỏ chưa từng làm việc nặng. Da dẻ hồng hào trắng trẻo, theo phán đoán của chú, hắn rất có thể là một sinh viên. Hay quá ta. Thật ra thì rất đơn giản, là một cảnh sát hình sự phải biết liên kết những chuyện không liên quan lại, tạo thành một chuỗi dây hữu dụng. Phim được dịch và lồng Phương Minh tại phim 4K. Cậu đưa người canh giữ ở đây. Các cậu đi theo tôi.
Tiểu Siêu, Phương Minh, lập tức đưa người tới cửa soát vé, mau. Bên kia, cô ấy cho qua cái vé của anh đâu? Chúng tôi là công an. À, được rồi, cảm ơn. Có không vậy? Không có. Phương Minh, qua bên kia kiếm đi. Bên này theo tôi. Tiểu Siêu, đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đừng để ta bắt được mày. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đội trưởng, đội trưởng, bắt được rồi. Tao nói là đừng để tao bắt được mày rồi mà. Nằm yên đi. Đội trưởng à, đội trưởng, bên này. Tao nói đừng để tao bắt được mày rồi mà. Nằm yên đi. Cộng lại đi. Mau lên. Xong rồi, đưa đi. Khoan đã. Có muốn lập công chuộc tội không? Có. Nhớ kỹ, nhận cuộc gọi này không được nói linh tinh, nếu không thì cứ liệu hồn. Nghe rõ chưa? Nghe đi. Ai vậy? Tôi vẫn còn ở bến tàu. Đưa đi. Đại ca, người tìm được rồi. Người này nhìn bên ngoài lương thiện, thật ra thủ đoạn tàn độc, hành động gọn gàng, tránh hậu quả về sau. Được. Còn Tiểu Siêu kia có thể có chuyện rồi. Có điều không sao, tôi luôn giữ liên lạc với hắn. Đi. Vào nhanh đi. Ngồi đi.
Ai phái anh tới? Tôi không mời luật sư. Đương nhiên là người muốn cứu anh ra ngoài. Anh tính cứu tôi ra ngoài kiểu gì? Anh coi bản thỏa thuận này, nếu không có vấn đề gì thì ký tên lên đó, những chuyện khác chúng tôi làm. Được, tôi đồng ý. Ký vào đâu? Ở đây. Chỗ này sao? Đúng. Có chắc là chỗ này không? Đúng rồi. Nói đi, ai phái mày tới giết tao? Nói mau, ai phái mày tới giết tao? Có nói hay không? Nói, có nói không? Bỏ xuống đi, nè, đứng im. Lùi lại đi, đừng mà động. Nè, lùi lại đi, nếu không tao giết nó. Đừng mà động, đừng mà động, đừng mà động, đừng mà động. Nè, lùi lại đi, nếu không tao giết nó. Lùi lại đi, lùi lại, đừng mà động. Vạn Toàn, anh muốn đi, có phải nên thương lượng trước với tôi không? Hắn muốn giết tôi. Đừng có nhiều lời, ngồi xuống đi. Đưa hắn đi. Đứng dậy. Tôi nhắc lại một lần nữa, hắn muốn giết tôi. Tôi đang phòng vệ chính đáng, có biết không? Đưa đi, đi. Hắn muốn giết tôi đó, đi. Mau kêu xe cấp cứu đi. Sếp Lãnh, sao rồi? Điều tra rõ danh tính chưa? Chứng nhận luật sư là giả, hắn vốn không phải là luật sư. Không phải luật sư. Dán vào phòng giam giữ kiểu gì? Lẽ nào thật sự có người muốn giết Vạn Toàn diệt khẩu? Tôi cho là như vậy. Chi bằng chúng đừng có làm phiền sếp Lãnh phán đoán. Đương sự tỉnh lại chưa? Vẫn đang cấp cứu. Nhất định phải nghĩ cách giữ lại mạng của hắn, tìm ra kẻ giật dây phía sau. Rõ. Sếp Lãnh à, tôi canh giữ ở đây. Hai người nhất định phải bảo vệ đương sự an toàn. Rõ, rõ. Có đủ tiền rồi. Anh đếm đi. Lần này hết nợ anh rồi đó. Tiền thì trả xong rồi, nhưng tôi cần nói với cậu một chuyện. Sao vậy? Lần trước tôi cũng đã nói rồi, trong nửa tháng tới cũng chưa biết tính sao nữa. Hết hàng rồi. Giờ không có hàng. Anh à, anh đừng có nói giỡn mà. Vậy khác nào muốn lấy mạng của em? Cậu tưởng tôi không muốn bán sao? Tôi cho cậu biết, bây giờ trong toàn thành phố, từ trên xuống dưới đất đều không có một chút nào. Anh à, anh à, anh phải giúp đỡ cho em. Một ít thôi cũng được nữa. Tiền không thành vấn đề, em sẽ trả gấp 3, gấp 5 lần. Cho dù cậu có trả gấp 10 lần cũng không tìm được đồ cho cậu đâu. Anh à, em xin anh đó. Dù gì anh cũng phải giúp đỡ cho em. Anh à. Như vậy đi, số tiền này tôi sẽ tạm giữ trước. Khi nào có hàng tôi tìm cậu đầu tiên. Cậu có hàng đầu tiên. Anh à, anh à, anh à, anh à, em xin anh mà. Anh à, anh à, dù sao cũng phải giúp em chứ. Anh à, một ít thôi cũng được nữa. Anh à, anh à, em xin anh mà, làm ơn đi. Tiêu rồi. Cậu cũng thấy rồi. Tiền không vào được túi tôi. Anh à, anh không thể nói vậy được. Em đã đưa tiền cho anh rồi mà. Đưa cho tôi hả? Có phải mày cũng một bọn với nó không? Đi,
anh trả tiền lại cho em đi. Bớt nói nhảm đi. Mẫn, cậu không sao chứ? Đi, tôi đưa cậu về. Đi. Tôi không về đâu, mà cậu đang chở nhà đó. Đi thôi, tôi không về. Đi, tôi không về. Mẫn, cậu nghe tôi nói đi. Cậu mau về nhà đi, mà cậu đang ở nhà chờ cậu đó. Tôi không có nhà, tôi cũng không có ba. Mẫn à, cậu nghe tôi nói đi, phải theo tôi về. Mẫn. Dừng tay. Hà Nam. Có gì mới không? Không có. Theo dõi sát sao. Có chuyện gì lập tức báo lại. Rõ.
Sao nữa vậy? Có kết quả chưa? Đã chết 15 phút trước. Nguyên nhân do ngạt thở. Ngạt thở sao? Sếp Đinh, nguyên nhân tử vong do ngạt thở. Cậu rời đi khi nào? Hôm nay tôi đột nhiên bị tiêu chảy. Tiêu chảy sao? Không phải có hai người canh gác à? Anh ấy đi ăn mà sao đi hoài không thấy về, còn tôi tự nhiên bị tiêu chảy. Còn bệnh nhân trong phòng thì sao? Được người khác đẩy đi, hình như đã được xuất viện rồi. Anh ấy ở đây bao nhiêu ngày rồi? Sếp Đinh à, anh ấy ở cùng với một luật sư. Không ai ở cùng với anh ấy sao? Không có ai đi cùng. Ban đêm anh ấy thức dậy để vệ sinh một mình. Được, lập tức điều tra danh tính người này. Rõ. Bình nước đó là của ai vậy? Là của tôi. Luôn để đó sao? Phải. Phim dịch và lồng tiếng tại phim 4K. Mang nó đi kiểm tra chất lỏng còn lại trong bình. Rõ. Lãnh Hà Nam, cô đi tìm y tá, hỏi về tình trạng bệnh nhân ở khoa này. Được. Cô y tá, cho tôi hỏi một chút. Có chuyện gì sao? Tôi muốn hỏi một chút, bệnh nhân ở phòng 416 đi đâu rồi? Anh ấy xuất viện rồi. Xuất viện sao? Lúc nào vậy? Thủ tục hoàn tất chiều hôm qua, nhưng trả thêm viện phí một ngày nên chiều nay mới xuất viện. Xuất viện lúc mấy giờ? Tôi không biết, nhưng thường thì phải đi trước 5 giờ chiều. Anh ta không phải là bệnh nặng sao? Sao lại xuất viện nhanh vậy? Sao lại bệnh nặng? Anh ấy chỉ muốn ở phòng sạch sẽ nên chi nhiều tiền hơn ở phòng đó. Người ta giàu có mà. Phiền cô cho tôi biết tên tuổi và địa chỉ nhà có được hay không? Được rồi, cô có thể tới khoa nhập viện để hỏi thêm. Được rồi, cảm ơn. Đi. Các anh tìm ai? Cho hỏi, đối diện nhà có phải là Đinh Kiến không? Đúng rồi, nhưng mà sáng nay anh ấy bị tai nạn giao thông rồi. Tai nạn giao thông sao? Bây giờ anh ấy ở bệnh viện nào? Anh ấy chết trước khi được đưa tới bệnh viện rồi. Chết rồi hả? Đúng vậy. Sếp Đinh, đã tìm thấy người đó rồi. Nhưng mà anh ấy đã chết trong vụ tai nạn. Ở đâu hả? Nói mau. Ở đây. Ở đây sao? Ở đây. Mày còn dám nói dối sao? Đồ đâu hả? Mày muốn lấy trộm sao? Mày giấu đâu rồi? Tôi... Bây giờ mày có lấy ra hay không? Tôi thực sự không lấy gì hết đại ca. Mày không muốn sống nữa rồi hay sao? Đưa người khác lấy đi rồi đúng hay không? Đồ đâu? Có nói hay không? Nói không? Mày còn cứng đầu sao? Bây giờ có nói hay không? Đồ đâu? Tổ trọng án chú ý. Tổ trọng án chú ý. Hành động. Phát hiện một thi thể nam giới nhà máy bỏ quan. Mau đến hiện trường vụ án. Mau đến hiện trường vụ án. Xuất phát. Sếp Đinh, sếp Lưu, đây là những gì mà chúng tôi đã tìm thấy trên thi thể. Sao vậy anh Lưu? Là của Mẫn Mẫn. Của Mẫn Mẫn sao? Anh quan sát kỹ chưa? Không sai, đúng là của Mẫn Mẫn. Đây là quà tôi tặng nó ngày sinh nhật lúc nó còn nhỏ. Nhìn đi, trong này có ảnh nữa.
Còn cái gì nữa không? Thi thể không có dấu hiệu bị trói, ngoài trừ vết thương do đạn bắn, không có dấu vết bị trói. Thời điểm tử vong khoảng 3 giờ trước. Trên thi thể còn món đồ nào khác không? Tiền đều có giá từ 1 tệ, 5 tệ, lớn nhất là 20 tệ, khoảng 3 đến 4 ngàn tệ. Trên thi thể còn có ma túy. Cái gì? Ma túy sao? Không thể. Không thể nào. Ba. Con. Mẫn Mẫn. Con đang ở đâu? Ba. Con thật sự không giết người. Ba hãy tin con. Con thật sự không giết người. Mẫn Mẫn. Ba tin con không giết người. Nhưng người thì cũng đã chết. Và con đã đến hiện trường vụ án. Chúng đã giết anh ấy. Con đã nhìn thấy họ gần đó. Họ muốn giết con diệt khẩu nên con bỏ chạy. Mẫn Mẫn, chúng ta phải ra mặt nói chuyện cho rõ ràng. Con nên nói gì bây giờ đi? Con không biết phải giải thích như thế nào. Đồ của con vẫn ở đó. Vậy con càng phải giải thích. Giải thích thật rõ ràng vào. Nói chuyện ở đâu đi? Bờ biển. Nơi ba thường đưa con đến khi con còn nhỏ, con nhớ không? Ba, con không muốn ngồi tù đâu. Ba nhớ đi một mình đó. Ba đi một mình. Làm sao con tin ba được? Ba là ba của con mà. Nhưng ba cũng là cảnh sát. Mẫn Mẫn, con không có sự lựa chọn nào. Phải tin tưởng ba. Ba nhất định sẽ đi một mình. Nhớ rõ, Mẫn Mẫn. Ba tin con, không hề giết người. Phim được dịch và lồng tiếng dạ. Tại phim 4K. Anh Lưu, anh có việc ra ngoài sao? Anh xem già cả lớn tuổi, cái gì cũng quên. Sáng nay có hẹn, vậy mà tôi cũng không nhớ. Anh Lưu à, tôi phát hiện gần đây anh không được khỏe. Nếu anh không bận thì nên về nhà nghỉ ngơi đi. Một mình về nhà cũng không có ngủ được. Mẫn Mẫn có tin tức gì không? Vẫn chưa có. Anh Lưu à, anh bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi, phải chú ý sức khỏe. Tâm trí không được suy nghĩ nhiều, nếu không sẽ đổ bệnh. Có chuyện gì cứ tìm tôi. Anh bận việc thì cứ đi đi. Anh muốn đi đâu? Quay lại, tới bờ biển cho tôi. Rõ. Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn.
Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn. Ba. Mẫn Mẫn. Ba. Mẫn Mẫn. Ba. Ba đến một mình thật sao? Ba tất cả là vì con. Con không có giết người ba à? Vậy thì con nên đứng lên. Đứng lên làm rõ mọi chuyện. Nhưng mà con không muốn ngồi tù. Ba. Mẫn Mẫn, con đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Con cũng đã làm cha rồi. Ba biết hết rồi hả? Con xem, chuyện lớn vậy cũng không nói cho ba biết. Mã Linh đã gửi đứa nhỏ cho ba. Đứa nhỏ rất là đáng yêu, rất là giống con khi nhỏ. Vợ con đâu? Con nhìn bộ dạng của con đi. Con kêu ba làm sao dám hỏi cô ấy đi. Con biết bộ dạng của mình bây giờ không gặp được cô ấy. Mã Linh nói con cai nghiện mới có thể gặp được cô ấy. Nhưng mà con biết, ngay cả bây giờ con cai nghiện đi chăng nữa, con cũng không bao giờ gặp lại cô ấy được nữa đâu. Không đâu con à. Không phải vậy đâu con. Chỉ cần con cai nghiện, Mã Linh nhất định sẽ quay lại. Nhưng bây giờ chuyện đó không phải là vấn đề nữa. Mà hỏi con, trong lúc bí bách, có phải con lấy một vàng tệ của người ta không? Chuyện này ba cũng biết rồi hay sao? Con trai à, không thể so với pháp luật. Có nhiều công nghệ cao hơn IQ. Mà hỏi con, tại hiện trường vụ án, điều gì đã xảy ra tại hiện trường vụ án vậy? Ở đó có đồ của con, tại sao con lại chạy đến đó chứ? Lúc đó con phải chạy mới cứu được mạng của mình. Nếu không sẽ có hai xác chết tại hiện trường. Bác có biết hay không? Qua đây, qua đây. Theo ba về đi. Đi đâu? Đương nhiên là cục cảnh sát rồi. Mà vẫn muốn bắt con có phải không? Mà nói không giữ lời gì hết vậy? Mẫn Mẫn, mà cũng vì muốn tốt cho con thôi. Ba nhất định sẽ tìm cho con luật sư tốt. Một luật sư tốt nhất, có được không? Con không đi. Con không đi đâu hết. Con đến đây để gặp ba chỉ để nói sự thật. Con không giết người thôi ba à. Mẫn Mẫn à, con nói sự thật cho ba cũng không có tác dụng gì. Con nói với ba, nếu ba vì nước quên tình nhà thì con sẽ chết cho ba xem. Mẫn Mẫn à, sao con không hiểu nỗi khổ của ba vậy hả? Bỏ đi. Bây giờ nói những lời này cũng không có tác dụng gì. Chúng ta đều có nỗi khổ riêng. Con chỉ muốn ba biết con không giết ai cả. Con cho ba biết cũng vô dụng thôi. Đó là lý do tại sao con nên về với ba. Quay về giải thích cho rõ ràng, để trả lại sự trong sạch cho con. Con hiểu. Con hiểu rất là rõ. Bây giờ mọi bằng chứng đều chống lại con. Con không muốn chết một cách vô nghĩa. Ba biết hay không? Con. Ba là một cảnh sát. Ba nhất định phải đưa con về. Ba nói cái gì? Ba là cảnh sát hay là ba con vậy? Ba là cả hai. Ba. Ba nghe con nói, lúc còn nhỏ, con cũng muốn làm cảnh sát. Thật sự rất muốn. Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn. Con có muốn gặp lại con của mình không? Con có muốn thằng bé được gặp lại cha ruột của mình hay không? Con từ nhỏ không có ba.
nên cứ để thằng bé giống ba của nó mà trưởng thành đi. Mẫn Mẫn và Lồng Tiếng tại phim 4K. Minh à, lại ra ngoài sao? Ba, nghỉ ngơi chút đi. Ở nhà hoài cũng rảnh, con ra ngoài coi sao đã. Vẫn chưa kiếm được việc sao? Ai lại dám nhận con làm chứ? Cứ từ từ, từ từ. Ba, con đi đây. Nè, Minh à. Nhà mạng Mục Thiên. Bắt cướp đi, túi của tôi, bắt cướp đi kìa, túi của tôi, bắt cướp đi, bắt cướp đi. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim 4K. Tôi mới bước ra đường thì bị cướp. Hắn cướp túi của tôi rồi chạy mất. Hắn có dáng người cao cao và đội nón chứ không nhìn rõ mặt, còn cái túi thì có màu trắng. Ở trong thì... Chị ơi, chị là túi của chị phải không? Ui đúng rồi. Trời ơi, cảm ơn cậu rất là nhiều. Đừng có sáo. Nè, chị coi thử có mất gì hay không. Không có, không có, không mất gì hết. Trời ơi cậu ơi, cậu đúng là người tốt, có lòng trượng nghĩa mà. À, nè cậu ơi, cậu có thể cho tôi biết tên tuổi được hay không? Tên của tôi sao? Thôi không cần đâu. Nè cậu ơi, không được, cậu phải cho tôi biết tên của cậu là gì. Trúc Xuân Minh. Trúc Xuân Minh. Hình như từng gặp nhau rồi. Không đâu, mới mấy ngày trước tôi còn trong tù mà. Sao cái tên Trúc Xuân Minh này tôi nghe thấy quen quen. Chị ơi, chị là vợ của phó thị trưởng Châu phải không? Đúng rồi. Nếu như chị không ngại, nhờ chị chuyển vài lời tới phó thị trưởng Châu giùm. Được rồi, được rồi. Nếu cậu cần ông Châu nhà tôi giúp đỡ gì, cứ việc nói với tôi ha. Đường có ai, người nấy đi. Không cần phải giúp đỡ như vậy đâu. Chị nói với phó thị trưởng Trúc Xuân Minh xin chúc một bước lên mây, ngày càng thăng tiến. Nè cậu ơi, khoan đã. Hành động thực thi công lý của cậu nhất định phải được tuyên dương trước công chúng. Cậu chờ một chút. Alo, tổng biên Trần hả? Phải, tôi là Lâm Khai Mỹ. Nhờ anh mau cử người bên đài truyền hình tới chỗ của tôi liền đi. Tôi vừa mới gặp được một hình mẫu xã thân vì công lý. Chúng ta rất cần bài báo của chủ đề này. Sếp Lãnh, nào uống nước đi. Nước lạnh đó. Căng tin nghỉ rồi, đành ăn mì gói tạm thôi. Sao khách sáo dữ vậy? Mọi người cực hơn chúng tôi mà. Được rồi, cảm ơn nhiều.
Sếp Lãnh, tôi cảm thấy hồi nãy Giang Toàn có hơi dao động rồi. Lùi Tây, dù sao thì Giang Toàn cũng là kẻ cứng đầu. Tôi nghĩ là chúng ta cũng nên cẩn thận một chút. Sếp Lãnh thế sao? Hiện tại Giang Toàn hơi dao động rồi, tung đòn quyết định thôi. Giang Toàn, bị sao vậy? Tôi phải uống thuốc. Đau bao tử. Không được bác sĩ chỉ định thì không được uống. Đây là quy tắc. Thuốc của tôi ở chỗ của cai ngục. Mau lấy giùm tôi đi. Mau lấy đi. Cảnh quan Doãn, Giang Toàn bệnh rồi. Đau bao tử sao? Dạ phải. Sếp Lãnh hỏi hắn có thuốc ở ngoài không. Hắn đau dữ không? Tôi thấy là bệnh thật. Mặt hắn tái mét, còn đổ rất nhiều mồ hôi. Có. Mỗi lần một viên. Để tôi đi cùng. Được rồi, đi thôi. Cảnh quan Doãn nói mỗi lần một viên. Đây. Nè, nước. Một lát nữa sẽ hết, tôi về đây. Giang Toàn, bây giờ nói chuyện được rồi đúng không? Phải. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Các người ở bên cạnh tôi một thời gian dài. Tại sao lại là ngày đặc biệt? Hôm nay là sinh nhật của mẹ tôi. Người đã sinh ra tôi. Sao tôi có thể quên được? Danh càng không được phụ lòng mẹ của anh. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim 4K. Nên mấy bữa nay tôi không mở miệng nói gì. Chính là để đợi tới hôm nay.
mấy người thẩm vấn 9 lần rồi. Tôi biết rõ mình phạm phải tội gì. Tôi hiểu rất rõ. Nhưng một khi tôi chịu mở miệng nói chuyện, mấy người có biết tôi đối mặt với điều gì không? Đối mặt điều gì? Gia đình tôi, trong thành phố, ngoài thành phố, nam nữ già trẻ, chỗ ở cho mấy chục con người, cơ quan làm việc, tới tuổi tác của họ, tôi cũng nắm rất rõ ràng. Bọn họ có thể đến đây để giết tôi. Mấy người nghĩ thử những người thân ở ngoài, tôi khai được không? Tôi dám khai không? Một khi tôi khai, gia đình của tôi, ai sẽ bảo lãnh cho họ đây? Ai đây? Tôi từng nói rồi mà, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Đồng chí, xin xuất trình giấy chứng nhận. Ở trong vẫn còn hai người, tôi về cục lấy tài liệu. Đừng quên, tí nữa nhớ mở cửa. Dạ được. Sếp Đinh à, tôi sắp nổi điên rồi. Giang Toàn tẩu thoát rồi. Cái gì? Cô vừa nói gì? Giang Toàn thoát rồi à? Trạm canh gác nghiêm ngặt như vậy, sẵn thoát được chứ? Theo tình hình ở hiện trường, có lẽ sau khi chúng tôi bất tỉnh, hắn đã lấy giấy ra vào rồi lấy xe ra ngoài rồi. Có tới mấy người, làm sao có thể bất tỉnh một lúc được? Hiện tại thì vẫn chưa biết chạy thoát từ hồi nào, vẫn chưa rõ. Giữ nguyên hiện trường để điều tra tại chỗ. Rõ. Tôi là Đinh Lạc Sơn. Cái gì? Xe của lãnh Hà Nam ở đâu? Ga xe lửa. Được, cử người ra đó đi. Tới ga xe lửa. Trên xe phát hiện ra thứ gì có giá trị không? Có một mẫu giấy. Đọc đi. Đọc đi. Cảm ơn người đẹp lãnh đã thả tôi. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Tôi sẽ thực hiện lời hứa thưởng cô 200 ngàn. Vụ Giang Toàn tẩu thoát, giải thích làm sao đây? Vào tối hôm qua, đã không biết triển khai hành động, còn không tiến triển được chút nào. Ở trong hoàn cảnh vô cùng bình thường, Giang Toàn tên hung thủ giết người này, kẻ tình nghi có mối quan hệ mật thiết với băng đảng ma túy ở thành phố của mình, lại có thể tẩu thoát một cách thành công như vậy, mà lại ở trại tạm giam của cục. Còn gì để nói nữa không? Phó thị trưởng Châu, bây giờ tôi đang trên đường nhanh chóng quay về Giang Xuyên. Tình hình cụ thể tôi cũng chưa nắm chắc được. Để tôi quay trở về cục, tìm hiểu rõ tình hình cái đã, rồi báo cáo cho anh biết. Được, tôi để tin của anh.
Tôi phải thừa nhận, lần này chúng ta đã phạm lỗi nghiêm trọng, phạm phải sai lầm ngốc nghếch nhất lẽ ra không nên phạm. Sếp Đinh à, tôi nghĩ trại tạm giam có nội gián, mau triển khai điều tra. Lôi Tây, cô truy dữ liệu tối qua tới giờ, tìm xe xuất phát từ Giang Xuyên và những xe đi ngang khu vực, tìm hiểu cho kỹ cho tôi. Ngoài ra thì cô mau tới trạm soát vé kiểm tra, tìm thử có dạng toàn hay không, nhớ coi kỹ. Rõ. Phương Minh, đi cùng với cô ấy. Rõ. Chúng ta về phòng giam, dạng toàn không thể rời khỏi Giang Xuyên nhanh như vậy đâu. Sếp Trường, báo phong tỏa các nút đường, đồng thời thông báo trung tâm chỉ huy gửi hình ảnh của dạng toàn cho những trạm thu phí ở mỗi tuyến đường. Thông báo hỗ trợ điều tra. Công nhận mấy người tài tình quá. Lưới điện cường độ cao, hai cổng sắt lớn và hai trụ cột mà vẫn để cho hắn thoát được là sao? Bây giờ tôi phải báo cáo với lãnh đạo sau đây. Tôi biết ăn nói sao với người dân của Giang Xuyên đây. Phó thị trưởng, tôi là phó cục trưởng của trại tạm giam. Xảy ra chuyện này, tôi chịu trách nhiệm. Anh sao? Hôm nay tôi đang nhắm tới Đinh Đạt Sơn đây. Anh Đinh à, anh nói đi. Phó thị trưởng Châu, đội trưởng Trương, cậu báo cáo cho phó thị trưởng đi. Vào tối hôm qua, chúng ta đã sập bẫy và một âm mưu hoàn hảo. Dạng toàn lên kế hoạch tẩu thoát từ lâu. Cuộc ứng cứu đã được lên kế hoạch. Cuộc ứng cứu này đã vô cùng thành công. Trong khoảng thời gian này không có người ngoài bước vào phòng thẩm vấn, nên tôi đã cho rằng mục tiêu của chúng ta đã trà trộn nội bộ trại tạm giam. Đây rõ ràng là hành động phối hợp cả trong lẫn ngoài. Thuốc đào bao tử của dạng toàn lấy đâu ra vậy? Là thuốc của người canh phạm nhân. Tối qua ai trực, Doãn Kiệt giờ đã tăng làm rồi. Kêu quay lại liền. Rõ. Báo cáo. Vào đi. Đây là kết quả xét nghiệm nước tiểu của ba người tối hôm qua. Trong nước tiểu có chất độc cùng loại với chất trong chai nước, là loại thuốc gây ảo giác thần kinh. Xem ra có kẻ giở trò bỏ thuốc vào trong chai nước của ba người bọn họ rồi. Sếp Đinh, Doãn Kiệt không có nhà, gọi điện không ai nghe. Mau chóng truy tìm Doãn Kiệt. Ngoài ra, tập hợp toàn bộ những người trực ca tối hôm qua cho tôi. Rõ. Hay làm vậy đi. Anh Đinh, để tôi sắp xếp cho. Phó thị trưởng, tôi đi trước. Sếp Lãnh, không lẽ anh ta trốn rồi, đang tìm Doãn Kiệt sao? Chị ơi, chị có biết Doãn Kiệt đang ở đâu không? Mẹ cô ấy bị bệnh nên ở bệnh viện chăm mẹ, cô ấy không về nhà mấy ngày rồi. Đi mấy ngày chưa về sao? À quên, sáng sớm nay có quay về, vội vàng thu xếp đồ đạc rồi đi tiếp. Nghe nói là lên bệnh viện rồi, tôi còn tưởng mẹ cô ấy chuyển nặng nữa chứ. Vậy chị có biết mẹ cô ấy nằm ở đâu không? Ở cái bệnh viện gần đây nhất đây nè. À, được rồi, cảm ơn chị, đi. Phim được dịch và lồng tiếng. Lô Tây, cô tìm ở đây. Phương Minh, lên lầu tìm.
Sếp Lãnh, mọi người nhanh quá. Để tôi lo xong thủ tục cho mẹ của tôi, tôi sẽ theo mọi người về. Sếp Lãnh, Phương Minh, đi theo Doãn Kiệt đi. Đi thôi. Cảm ơn. Doãn Kiệt, còn gì để nói không? Tôi nhận tội. Mau kể lại toàn bộ quá trình vụ tối qua. Sau khi tôi nhận được cuộc điện thoại, bèn giúp Vạn Toàn tẩu thoát. Ai gọi điện cho cậu? Cậu nhận được bao nhiêu cuộc gọi? Hơn 10 cuộc. Đều gọi vào những thời gian cố định. Tôi đã làm theo lời dặn của bọn họ. Rốt cuộc có chuyện gì? Nói cho mau. Trước phiên tòa, tôi đưa hắn một viên thuốc, uống vào thời điểm định sẵn. Sau đó đưa hắn thuốc giải độc, kéo dài thời gian. Vì thuốc mà tôi đưa phải mất một lúc mới có tác dụng. Chờ đến khi mọi người ngất đi, Vạn Toàn mới bỏ trốn. Chìa khóa phòng bị là do cậu đưa sao? Đúng. Còn thuốc thì sao? Nó từ đâu đến? Tất cả đều cho họ gọi điện, nói lấy nó ở nơi được chỉ định. Đều là chuyện tốt mà anh làm. Anh đã làm hại chúng tôi. Anh có biết hay không? Doãn Kiệt, họ cho cậu bao nhiêu tiền? 200 ngàn. Tiền đâu? Đã đưa mẹ tôi một ít để chữa bệnh. Đưa hết cho mẹ của anh chữa bệnh sao? Số còn lại tôi dùng nó để trả nợ. Cậu có nghĩ tới hậu quả hay không? Chỉ vì 200 ngàn, cậu đặt cược cả cuộc đời của mình vào đó sao? Họ đã nói là 8 giờ rưỡi sáng nay ở lối vào bệnh viện sẽ cho xe đón tôi, rồi đưa tôi đến bến tàu và đưa tôi lên tàu đi nước ngoài. Ban đầu tôi muốn đến bệnh viện nhìn mẹ lần cuối. Thật không ngờ các người đến trước rồi. Cậu là một cảnh sát viên, cậu còn không nghĩ xem họ chưa bao giờ gặp mặt của cậu. Sau khi cứu được Vạn Toàn, họ sẽ đưa cậu đi hay sao? Cậu biết Vạn Toàn làm nghề gì hay không? Tôi không biết lai lịch rõ ràng của Vạn Toàn, nhưng tôi nợ cờ bạc không thể thở nổi nữa. Tôi biết là tôi phạm trọng tội, chỉ có thể trả giá bằng cái chết. Văn phòng Giang Xuyên liên tiếp mắc sai lầm lớn, lần này lại xuất hiện bên trong cục công an. Điều này khiến tôi nghi ngờ khả năng của Đinh Lạc Sơn. Anh đừng có nói như vậy. Những điều này cũng khó nghĩ thật. Trước đây chưa bao giờ có. Sở tỉnh sẽ sớm cử người xuống điều tra. Thụ động. Quá thụ động rồi. Sao Châu Nam Trúc vẫn chưa tới vậy? Tới rồi. Vào đi. Anh Châu, mời anh ngồi. Ngồi đi. Sao hả? Mọi chuyện sao rồi? Người của cục công an tìm ra là một người tên Doãn Kiệt. Điều tôi quan tâm không phải là Doãn Kiệt. Tôi cảm thấy điều khiến chúng ta phải suy nghĩ là ban ngày ban mặt, dưới bao nhiêu con mắt của chúng ta, lại có một người dám giết đi nhân chứng quan trọng. Lần này, trong trại tạm giam, nên được coi là tường đồng vách sắt,
lại cứu đi tội phạm chủ chốt. Cục công an có chuyện gì vậy hả? Được rồi, cho qua đi. Hạ cửa xe xuống. Xin chào Phó Thị trưởng Châu. Phó Thị trưởng Châu. Xin chào thị trưởng. Có chuyện gì sao? Chúng tôi được lệnh tiến hành ngăn chặn. Vậy tất cả mọi người chú ý an toàn vào. Khổ cho mọi người rồi. Cảm ơn thị trưởng. Ông đi cẩn thận. Phó Thị trưởng Châu, sao tôi nghe nói Giang Toàn chạy rồi? Hiện giờ truy nã toàn thành phố. Trời đất ơi, tôi lại gặp nguy hiểm rồi. Ai biết được khi nào anh ấy sẽ xuất hiện trước mặt tôi. Tôi nghĩ đã thấy sợ rồi. Đừng có sợ, lưới trời lồng lộng không thoát được đâu. Một tên tội phạm như hắn, tự lo mạng đi là vừa, không làm gì cô được đâu. Đừng có sợ. Phó Thị trưởng Châu, anh có biết không, người dân đang quán trách cảnh sát. Họ đều nói làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ để một kẻ giết người trốn thoát như vậy. Tôi đã phê bình họ rất nặng rồi, nhưng không phải trưởng cục nên bọn họ không phục. Sao vậy? Lời của anh nói bọn họ không nghe sao? Dù sao anh cũng là lãnh đạo cục công an thành phố Giang Xuyên. Với lại anh phê bình họ cũng muốn họ tốt thôi. Alo, tôi là Châu Nam Trúc. Các anh định làm gì? Đúng, vấn đề rất nghiêm trọng. Điều nghiêm trọng hơn là họ vẫn chưa ý thức được. Tôi thấy nên lập tổ chuyên án. Tất nhiên, răn đe cũng là một chuyện tốt mà. Được, tạm biệt. Phó Thị trưởng Châu, tôi mong muốn các nhà lãnh đạo đều giống danh, có một tấm lòng Bồ Tát. Cô không biết làm cảnh sát khó thế nào đâu. Mặc dù tôi không biết, nhưng tôi có thể thấy sự khó khăn của anh. Chức vụ cục trưởng của công an Giang Xuyên không phải ai cũng ngồi là được đâu. Khổ một chút cũng không sao. Đúng là tôi đang làm khổ bọn họ, nhưng mà tôi muốn cho mấy người đó biết sau này phạm lỗi ít lại. Phó Thị trưởng Châu, tôi dừng xe phía trước đổ xăng một lát. Được rồi, tôi cũng muốn vận động một chút. Phòng vệ sinh ở bên kia. Phiền cô xuất hóa đơn cho tôi. Đây là ngoài ô phía Tây Giang Xuyên. Trong này có tiền, cần phải cẩn thận. Hình ảnh của anh ở khắp nơi. Anh biết rồi.